sản do đại dịch COVID-19. Những thử thách này được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài sang năm 2021. Tuy nhiên, vẫn luôn có cơ hội trong khó khăn. Cùng trao đổi với bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn VIG. Thưa bà đánh giá như thế nào về cơ hội đầu tư trên thị trường bất động sản trong năm 2021 này ạ? Năm 2021 sẽ là một năm nền kinh tế vẫn có những ảnh hưởng hệ lụy của cái COVID-19. Tuy nhiên với bất động sản Việt Nam thì tôi đánh giá rằng nó là một cái cơ hội cho tất cả những nhà kinh doanh bất động sản mà làm thận trọng, phải biết lựa chọn những cái dự án phù hợp với cả nền kinh tế và đặc biệt là phù hợp với cả những nhu cầu của những người có nhu cầu mua nhà. Thì đấy là cái điều mà quan trọng để thành công. Còn nếu nghĩ rằng hiện nay thì bất động sản giá lên tăng lên rất là nhanh và nhu cầu thì lại nhiều, nhưng không phải vì thế mà phát triển một cách ồ ạt. Nếu phát triển ồ ạt thì lại trở thành bão hòa, hoặc là nó sẽ là tồn kho, là ứ động. Quan điểm đầu tư của BRG Land trong thời điểm hiện nay là như thế nào? Với một quan điểm người mua nhà có thể chỉ một cái, và tập đoàn chúng tôi có cả nghìn cái để bán, cho phải làm với một chất lượng rất là tốt, dù là lợi nhuận có thể ít hay là không lợi nhuận thì vẫn phải đảm bảo một cái chất lượng. Chúng tôi đang thuê những đơn vị như là Saview, hoặc là như là PMC, như là sẽ có BIG Service, thì là sẽ phải làm để ở một cái chất lượng đồng đều và đúng với cái đóng góp của chủ đầu tư một phần và những người mua nhà đóng góp một phần. Phân khúc bất động sản chung và cao cấp có ý nghĩa như thế nào đối với bộ mặt của đô thị nói chung và của Hà Nội nói riêng? Những cái phân khúc hạng sang từ mặt ngoài cho đến nội thất, cho đến chất lượng, cho đến các tiện ích, thì ngoài cái việc mang đến những cái giá trị cuộc sống cao cho những người mà có cái khả năng phù hợp, còn tô điểm, tôn tạo nên những cái đường phố kiểu mẫu. Nếu như có nhiều cái tòa nhà hạng sang thì không những nâng tầm mà chúng ta khẳng định Hà Nội của chúng ta là thủ đô và là một thành phố phát triển hiện đại. Tính pháp lý có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của thị trường bất động sản trong năm 2021 này ạ? Như hiện nay các sản phẩm tôi nói với chị là cất đắp xong hết rồi và bây giờ là đang làm hoàn thiện nội thất, mới bắt đầu chào hàng đi bán. Đó là một cái điểm rất là chắc chắn về pháp lý. Khi mà mua mà đã xây nhiều rồi thì chắc chắn mọi người sẽ nhận được nhà đúng với cái tiến độ, chứ không lo rằng là bây giờ với đang đào dưới này rồi có tiền xây hết không, hay là thu tiền mà lại không bàn giao được nhà. Xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.